Khắp các con đường ngõ hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, người dân treo cờ Tổ quốc trước nhà, làm phố phường trở nên rực rỡ, nhiều màu sắc. Tất cả người dân thành phố đều thấy sự ấm áp, đều hướng về sự kiện trọng đại của đất nước. 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, 137 năm ngày quốc tế lao động, ngày 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2023. Hội trường Thống Nhất là điểm đến được du khách đến tham quan rất đông dịp này. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là điểm đến hấp dẫn với các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân. Bên cạnh đó, tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng là công viên hiện đại vừa mới khánh thành vào tháng 3 năm 2022, người dân và du khách có thể ngắm được tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng, tòa nhà Vitesco, lại vừa thấy được khu đô thị mới Thủ Thiêm bên kia sông. Không gian thoáng, mát mẻ tại đây đã thu hút rất đông người dân du khách, các gia đình đưa con đến vui chơi tham quan, tận hưởng không khí của ngày lễ. Chị Lê Thị Xuân ở Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vui chơi dịp lễ cho biết, bản thân chị thấy thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ngày càng đẹp, người dân thì vô cùng thân thiện. Còn anh Nguyễn Thanh Nhật ở Hà Tĩnh cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh để nghỉ lễ. Dịp này anh đưa gia đình vào tham quan Dinh Thống Nhất để các con anh có thể ôn lại truyền thống đầy tự hào của dân tộc. Với cuộc sống sâu bồ của xã hội thì có những ngành để với những công trình tiêu biểu của thành phố thì rất là cảm thấy rất là hài lòng. Mục đích của gia đình là đưa các cháu đến Dinh Độc Lập ôn lại cái lịch sử của dân tộc. Lễ này là có ý nghĩa rất là quan trọng. Mình cũng là gia đình của anh cũng là mục đích để các cháu đến tham quan và vui chơi. Ngày hôm nay là chắc chú đón là chắc là dân thành phố đi du lịch xa nhiều. Gia đình chú đi cũng nhiều rồi nhưng mà thấy những ngày này là nó thành phố nó thoáng hơn, thì trời thấy thoải mái hơn vì giờ đi du lịch xa thì đồng quá, chú chọn ở lại Sài Gòn. Và chú thấy như vậy chơi vậy là thấy lại hay hơn. Thấy thoáng mát và thấy đẹp. Chị thấy là các cái ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này vào trong này chơi thì thấy là các công viên rồi các khu vui chơi đây là rất đẹp, được trang hoàng rất là hoành tráng. Chị thấy là rất chi là một cái thành phố đáng sống để cho tất cả mọi người có đặt chân đến đây thì thấy rất vui vì thấy thành phố xanh sạch đẹp. Công viên này thì là một cái khu vui chơi, người ta đi bộ này, các nơi khác người ta có thể đến đây, người ta ngắm cảnh sông Sài Gòn cũng thấy đẹp. Còn nơi cái cầu kia thì rất tiện là bắt để cho thông thương người đi từ bên Thủ Đức sang bên Quận Nhất à. Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây ngày càng hiện đại, có rất nhiều công trình đã và đang được thực hiện và về đích trong suốt những năm qua, khiến bộ mặt đô thị thành phố Hồ Chí Minh lột xác theo thời gian. Những công trình như công viên Bến Bạch Đằng, ga tàu thủy Bạch Đằng, tòa tháp The Landmark 81, cầu Ba Son nối trung tâm quận 1 với thành phố Thủ Đức, khu vực công trình giếng trời hình hoa sen của nhà ga Bến Thành, giúp người dân có thêm nhiều điểm tham quan khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vị thế của một thành phố sôi động bậc nhất, khang thịnh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình mãnh liệt.